em Hòa xin kính chào quý vị anh chị nhé, quý nhà đầu tư. Và hôm nay em Hòa tiếp tục đi săn cho quý vị anh chị chúng ta được một sản phẩm, một lô đất nằm trên trục đường quốc lộ 14 thuộc trung tâm của thị trấn Chư Bứ. Lô đất của chúng ta là đối diện cây xăng Petrolimex quý vị anh chị nhé. Và cái mặt tiền con đường quốc lộ 14 này, lô đất của chúng ta là được 12m sâu 45, có 250m đất ở đô thị quý vị anh chị nhé, 250m đất ở đô thị. Đây là mặt tiền quốc lộ 14, mặt đường kinh doanh quý vị anh chị nhé. Quý vị anh chị thấy cái lượng xe cộ đi lại cũng rất là đông này quý vị anh chị. Theo cái hướng này thì chúng ta sẽ đi về trung tâm của thị trấn Chư Sê. Và cũng theo tuyến này thì chúng ta đi về thành phố Pleiku. Nó rơi vào khoảng 45km quý vị anh chị nhé, 45 cây. Đây là lô đất của chúng ta là ngay đầu đường đôi này quý vị anh chị. Đây thì có vỉa hè, hàng cây xanh. Đây là khu dân cư. Dịch lên trên này thì chúng ta sẽ có một trường học quý vị chị nhé, trường học nội trú và trường cấp 3 trên này, trung tâm thể thao trên này. Và cũng theo hướng này, nó cách khoảng tầm một cây số là nó sẽ quy hoạch một bến xe của trung tâm của thị trấn Chư Bứ quý vị anh chị nhé. Còn theo hướng ngược lại thì chúng ta sẽ đi về ủy ban, ngân hàng, bệnh viện, cơ quan hành chính của thị trấn Chư Bứ thì nó rơi vào khoảng mấy trăm mét thôi quý vị anh chị. Ngay trên đầu đường này quý vị anh chị nhé, ngay trên đầu đường này. Và đi ra chợ, chợ rất là lớn của thị trấn quý vị anh chị nhé, chợ Nhơn Hòa quý vị anh chị nhé. Lô đất của chúng ta là đối diện cây xăng này, xe cộ đi lại thì rất là đông. Và cũng theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về các tỉnh miền Nam, Sài Gòn, Bình Phước, Đồng Nai. Chúng ta đi theo tuyến quốc lộ 14A này nhé. Đây danh của chúng ta là bắt đầu từ giáp với cái nhà này, bao mặt tiền đường quốc lộ 14. Đây là đường Hùng Vương của anh chị nhé. Đến mép bên này là 12m, sâu là 45m, 250m đất ở tại đô thị, đất bằng phẳng. Cái này ngày trước gia chủ cũng có đổ đất quý vị anh chị nhé, ngày trước cũng thấp hơn được, bây giờ gia chủ đã san lấp mặt bằng bằng phẳng quý vị anh chị nhé. Và cái giá mà gia chủ đang mong muốn là chỉ 200 triệu một mét ngang thôi quý vị anh chị nhé, 200 triệu một mét ngang cho lô đất của chúng ta, rất là rẻ quý vị anh chị. Đất thuộc thị trấn, rất hiếm cái lô nào mà nó có cái giá mà rẻ như thế này quý vị anh chị nhé. Đặc biệt là ở đây, khu vực này đang giao dịch với mức giá là khoảng 300-350 rồi. Và đặc biệt lô đất của chúng ta là nó giáp một cái view ruộng quý vị anh chị nhé. View ruộng rất là đẹp, ở đây thì khoáng mát. Đây em sẽ quay cái view ruộng cho quý vị anh chị chúng ta. Đây quý vị chị, ranh giới thì khá là rõ ràng rồi. Đó, quý vị anh chị thấy không ạ? Một cánh đồng ruộng rất là đẹp, rất là mát quý vị anh chị nhé. Cái này em nghĩ quý vị anh chị có thể làm cái mô hình nhà nghỉ dưỡng hoặc là quán cà phê, nhà hàng ở đây thì rất là đẹp, bởi vì nó giáp một cái ruộng như thế này. Đó, quý vị anh chị có thể đằng sau này chúng ta múc một cái ao lên, một cái ao chúng ta làm cái nhà vườn ở đây. Đây là, đây quý vị anh chị, khu dân cư này. Đây là lô 2 nhé quý vị anh chị nhé, đây là lô 2 ở phía sau lô đất của chúng ta này. Ruộng rất là đẹp quý vị anh chị nhé, khá là đẹp. Nước đây, nước bao là nước luôn. Và lô đất của chúng ta là ở đây cũng có chỗ, có nhà kinh doanh, nhà nghỉ này quý vị anh chị. Quý vị anh chị ở đây chúng ta có thể kinh doanh cà phê, nhà hàng, hoặc là chúng ta mua về chúng ta đầu tư để dành. 12m thì chúng ta có thể cắt ra 6m. 6m thì chúng ta có thể bán, 6m chúng ta để lại được quý vị anh chị. Và quý vị anh chị nào chúng ta quan tâm đến sản phẩm lô đất này thì
liên hệ ngay cho em Hòa nhé. Em Hòa sẽ tư vấn kỹ hơn cho quý vị anh chị và gửi đầy đủ sổ sách cho quý vị anh chị chúng ta tham khảo. Và bây giờ em Hòa cũng xin kết thúc video tại đây. Quý vị anh chị đang xem kênh, có yêu mến kênh thì cho em Hòa xin một like, một đăng ký và bật chuông thông báo để chúng ta có thể nhận về những video cũng như là sản phẩm mới nhất của kênh Nhà Đất chúng em nhé. Em xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị.